Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 15 giờ 45 phút hôm nay, ngày 20 tháng 8, tại km 132 200, quốc lộ 4D, thuộc thôn Tổng Chú 3, xã Cốc Gian, thành phố Lào Cai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô, khiến bốn người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Vào thời điểm nói trên, xe mô tô biển kiểm soát 24B2 -92351 do lò Láo Tả, sinh năm 2004 Hộ khẩu thường trú thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Trải, thị xã Sapa, điều khiển chở theo xeo Hà Linh, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú Na Bè, xã Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An và Lò Láo Tả, sinh năm 2005, chú thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Trải, thị xã Sapa, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 24 p 1 do Nguy Văn Lợi, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn An Sơn, xã Cốc San, thành phố Lào Cai điều khiển hậu quả cả bốn người trên xe máy đều bị thương được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu hai xe máy bị hư hỏng nặng lực lượng cảnh sát giao thông có mặt kịp thời phân luồng đảm bảo giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc